Năm 20 tuổi, ước mơ của bạn là gì? Mình chỉ có một ước mơ rất nhỏ nhoi là nhanh chóng tốt nghiệp và sau khi tốt nghiệp thì mình có thể có một cái công việc mà mình được đứng trước đám đông, được chia sẻ những cái kiến thức để đóng góp giá trị cho xã hội. Còn năm 20 tuổi thì mình mong muốn là mình sẽ thành một chủ cửa hàng quần áo. Năm 20 tuổi mình mang cho mình ước mơ là khởi nghiệp với một thương hiệu đồng hồ của Việt Nam do bán tay người Việt. 20 tuổi là rất nhiều những cái hoài bão và những cái ước mơ và những cái lúc đó thì em muốn rằng là mình đạt được tấm huy chương vàng và mình chỉ muốn cố gắng làm sao để đạt những thành tích tốt nhất cho thể thao Việt Nam. 20 năm để một mầm cây vươn mình tỏa bóng, 20 năm ấp ủ một ước mơ và 20 năm cho giấc mơ trở thành hiện thực. Đó là để mỗi người Việt Nam sở hữu một chiếc đồng hồ chính hãng. Hành trình đồng hồ Kale bắt đầu vào năm 2003 từ một cửa hàng nhỏ trên phố Tuệ Tĩnh, Hà Nội. Đó là thời kỳ mà thị trường đồng hồ Việt Nam tràn ngập đồng hồ giả, kém chất lượng và dịch vụ thiếu chuyên nghiệp. Mang theo nỗi trăn trở ấy, những nhà sáng lập của đồng hồ Kale đã đến thành phố Saint Gallen, cái nôi của ngành đồng hồ Thụy Sĩ. Tại đây họ đã bị ấn tượng mạnh mẽ bởi sự đẳng cấp, phong cách phục vụ chuyên nghiệp đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Năm 2003, cái tên đồng hồ Kale chính thức ra đời, lấy cảm hứng từ thành phố Saint Gallen và trở thành điểm khởi đầu cho giấc mơ mang đến cho mỗi người Việt một chiếc đồng hồ chính hãng để trở nên chuyên nghiệp và phong cách hơn. Xuyên suốt 20 năm hình thành và phát triển, đồng hồ Kale đã luôn đi theo sứ mệnh đó. Điều này được thể hiện qua 5 tôn chỉ: dám giữ trọn lời hứa. Gần 30 cửa hàng đồng hồ Kale phân phối 100% đồng hồ chính hãng trên toàn quốc và hứa hẹn không ngừng mở rộng trong tương lai. Dám tiên phong, hợp tác với những thương hiệu đồng hồ nổi tiếng thế giới, phân phối phiên bản đồng hồ đặc biệt mang đậm dấu ấn Việt Nam. Dám ước mơ, mang đến cho người Việt hàng triệu chiếc đồng hồ chính hãng. Trở thành địa chỉ mua sắm đồng hồ chính hãng tin cậy hàng đầu. Hơn cả một lời hứa, chúng tôi với tinh thần không ngừng cải tiến, luôn hướng đến những giá trị tốt đẹp hơn. Dám đổi mới, chúng tôi sẵn sàng đón nhận thử thách làm mới chính mình thông qua việc lấn sân sang lĩnh vực đồng hồ công cộng. Dám công hiến hết mình vì khách hàng và cộng đồng. Dám ước mơ, dám hành động, đó là tôn chỉ xuyên suốt trong 20 năm hoạt động của đồng hồ Kale. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập công ty, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến sự tin tưởng và sự ủng hộ của quý khách hàng, quý đối tác và đặc biệt là tập thể cán bộ nhân viên của công ty. Tuổi 20, đồng hồ Kale luôn giữ vững niềm tin, giữ trọn cam kết, đi theo lý tưởng, biến ước mơ trở thành sự thực. Đồng hồ Kale xin cảm ơn.